Và bây giờ bạn thấy tôi có một góc 45 độ được vắt hoàn hảo. Xin chào các bạn, chào mừng đến với một video khác của Eurobo. Tôi là Peter. Hôm nay tôi sẽ nói với bạn một chút về vắt mép kim loại. Đầu tiên, beveling là gì? Beveling hay tạo cạnh nghiêng là quá trình tạo mép xiên trên kim loại để chuẩn bị cho việc hàn, giúp bối hàn chắc chắn hơn và giảm nguy cơ khiếm khuyết. Chúng tôi có vài chiếc máy tuyệt vời để giới thiệu nhanh với các bạn. B60 là rất lý tưởng cho khả năng xử lý cho các tấm thép dài cả dạng tấm và ống. B60S thực chất là chiếc máy 2-trong-1, vận tốc dao cắt điều chỉnh tùy biến được bên ngoài sắt thép thông thường. Nó cũng có thể vắt mép được cả vật liệu nhôm và inox. Tiếp theo chúng ta có B45S, máy vắt mép cầm tay cho các tấm thép nhỏ hơn, giúp công việc của bạn được hoàn thành nhanh chóng. Và phiên bản mới nhất của chúng tôi, máy vắt mép bằng khí nén BM45E. Đừng để bị đánh lừa bởi kích thước nhỏ bé của chiếc máy, nó rất mạnh mẽ. Thiết kế nhỏ gọn và tinh tế, có thể cầm gọn gàng trong lòng bàn tay của bạn. Nút bấm có tính năng an toàn để bạn không vô tình khởi động nó. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh tốc độ phù hợp với vật liệu được gia công cũng như độ sâu của mép vắt. Ngoài việc sử dụng nó như một công cụ vắt, bạn cũng có thể sử dụng nó để tạo được các góc bo tròn trên sản phẩm của mình cho sơn và sơn tĩnh điện. Bây giờ hãy để tôi chỉ cho bạn cách thực hiện nó dễ dàng như thế nào với BM45E. Cách dễ dàng để vắt một góc xiên 45 độ nhanh chóng và đẹp. Nhưng an toàn trước hết hãy để tôi đeo nút tai và kính bảo hộ đã. Hãy đảm bảo bạn đặt mặt phẳng này lên bề mặt tấm kim loại trước khi khởi động máy và bắt đầu thôi. Và bây giờ bạn thấy tôi có một góc 45 độ được vắt hoàn hảo. Ngoài ra bạn cũng có thể thực sự sử dụng nó để gia công lỗ có đường kính trong từ 8mm trở lên. Chỉ trong vài giây sẽ có một mép vắt hoàn hảo trong lỗ khoan của bạn. Điều tuyệt vời tiếp theo ở BM45E là nó đi kèm với hai bộ đĩa mài, một bộ cho những tác vụ tôi vừa cho bạn xem, và bộ còn lại cho bạn khả năng bo góc mài trên mép vắt để loại bỏ các góc cạnh, tạo một bán kính bo đẹp trên sản phẩm của bạn, dành cho sơn và sơn tĩnh điện. Hãy để tôi chỉ cho bạn cách hoạt động của nó. Như bạn có thể thấy từ độ sắc nét đến góc bo tròn rất đẹp, mịn, tăng tính thẩm mỹ. Và tương tự, bạn cũng có thể làm điều đó trong lỗ khoan của mình giúp lớp sơn và sơn tĩnh điện tăng độ bám dính, khó bị bong chóc. Rất mịn, dễ dàng cho thao tác sơn. Máy vắt mép khí nén BM45E của bạn được đựng trong chiếc vali nhỏ chắc chắn tiện dụng này, chứa đầy đủ những chi tiết sau đây. Một hướng dẫn sử dụng với dấu chứng nhận CE rõ ràng, máy chính, một số công cụ để điều chỉnh độ sâu hay thay đổi đĩa mài, một đĩa mài vắt 45 độ kèm máy và một đĩa mài bo góc. Cuối cùng là dầu bôi trơn cho công cụ khí nén. Cảm ơn bạn đã xem lại, tôi chắc chắn bạn sẽ thích công cụ này trong công việc hàng ngày. Nếu có ý kiến đóng góp gì hãy để lại ở phía dưới. Hẹn gặp lại!